Thưa quý vị, bệnh bạch hầu đã xuất hiện và lây lan nhanh ở các tỉnh phía Bắc. Theo các chuyên gia, bệnh bạch hầu rất nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Đáng nói, bạch hầu thể tối cấp khiến người bệnh tử vong chỉ trong 24 đến 48 giờ. Vì vậy, người dân cần hết sức lưu ý những dấu hiệu ban đầu của bệnh để tới thăm khám kịp thời. Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại những biến chứng nguy hiểm. Khi một vi khuẩn bạch hầu vào trong cơ thể thì nó tiết ra độc tố, tiết ra ngoại độc tố. Cái độc tố này có thể đi vào máu và lan đến khắp các nơi trong cơ thể và nó làm tổn thương nhiều nơi, đặc biệt là nó có thể biến chứng làm cho tổn thương viêm cơ tim cấp và có thể viêm tổ chức thần kinh, dây thần kinh. Với bệnh bạch hầu ở hệ hô hấp, một số triệu chứng rất giống với cảm sốt viêm họng thông thường như ho, sốt, chảy nước mũi. Vì vậy, người dân nên lưu ý các dấu hiệu ban đầu và tới cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ. Người bị mắc bệnh bạch hầu ấy, họng đỏ, rồi sưng lên, rồi ở vùng họng và phía trước của abdomen có cái giải mạc màu trắng ngà hoặc là vàng xám. Còn ví dụ như bạch hầu thanh quản thì là tiếng ho ống ổng, rồi khàn tiếng, thậm chí nếu mà giai đoạn nặng hơn thì là thở rít. Cái biến chứng của bệnh bạch hầu có thể có những vấn đề về viêm phổi này, suy tim này, viêm kết mạc hoặc là tử vong. Bệnh thường diễn tiến nhanh trong khoảng 6 đến 10 ngày và tỷ lệ tử vong rơi vào khoảng từ 5 đến 10% ạ. Vài năm trở lại đây, tại Tây Nguyên và gần đây nhất là một số tỉnh miền núi phía Bắc bắt đầu có ghi nhận ca bệnh trở lại. Hầu hết các địa phương này thuộc vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh giảm hoặc gián đoạn dẫn đến ca bệnh tăng. Vaccine bạch hầu có tỷ lệ bảo vệ lên đến 97%, và đây là cách hữu hiệu nhất để phòng bệnh. Vì vậy, người dân cần tuân thủ các mũi tiêm phòng bạch hầu. Ngoài ra, cần vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, môi trường sống, vệ sinh tay, bảo vệ sức khỏe trước vi khuẩn gây bệnh bạch hầu.